có chị đặc biệt trong phòng bí mật mới của Peppa nào. Khám phá 6 món quà bất ngờ bên trong. Nhìn nè, đố bà lấp lánh và các bạn. Trang trí cùng nhiều phụ kiện như sticker, vương miện, áo choàng và trang. Sưu tập ngay hàng ngàn bộ kết hợp bất ngờ đặc biệt từ hộp bí mật của Peppa. Hãy nhanh tay sở hữu nhiều đồ chơi hot từ Peppa trong dịp 1 tháng 6 nha. Peppa Pig càng chơi càng mê. Sản phẩm có bán tại hệ thống My Kingdom, nhà sách và siêu thị trên toàn quốc. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.